trước khi thánh lễ khai mạc kết thúc mà con chưa nói được bốn chữ tạ ơn và cảm ơn thì chưa được thỏa lòng thả dạ. Vì vậy xin quý cha và cộng đoàn cho con nói một phút. Chiều hôm nay thật là một buổi chiều đầy ơn lành của Chúa đổ xuống trên giáo phận, trên thủ giáo xứ chúng con. Và hôm nay trái tim của giáo phận là trung tâm tại thủ chính và giáo xứ. Thiên Lộc. Thiên Lộc. Trái tim của giáo xứ của giáo phận thuộc hai giáo xứ Thiên Lộc và thủ chính. Con xin thay lời cho cộng đoàn giáo xứ cảm ơn quý cha. Chủ tế thánh lễ hôm nay là cha xứ Tân Châu. Bên cha xứ Tân Châu là cha xứ Vinh Sơn. Bên cha xứ Vinh Sơn là cha xứ Duyên Tục. Và cha xứ giảng lễ là cha xứ Cao Bình. Bên hữu của cha chủ tế là cha Đăng Minh, hàng xóm của chúng ta. Kế đó là cha giáo xứ Hữu Tiệu. Và con đã tôi tới hẹn mọi ở bên cha xứ Hành, cha xứ Hữu Tiệu. Xin cảm ơn các cha đã đến đây để đem cái niềm phấn khởi cho giáo xứ chúng con trong ngày khai mạc của tuần châu năm nay. Xin tạ ơn Chúa và xin chúc cho quý cha đầy ơn của Chúa để giúp cha các cha tiếp tục sứ mạng cao cả mà Chúa đã tin tưởng giao phó cho quý cha. Tôi xin thay lời cho cộng đoàn giáo xứ thủ chính cảm ơn các giáo xứ bạn đã đến đây chiều hôm nay. Theo sự quan sát mà con mắt yếu kém của tôi thì tôi thấy cũng không còn chỗ ở ngoài sân nữa, vì lý do là giáo xứ thủ chính mặt bằng của sân bãi quá hẹp. Vì vậy và xin cảm ơn quý vị, và hôm nay chỉ là khai mạc còn kính nghiệp và bế mạc nữa. Chúng con xin kính mời quý cha cũng như tất cả quý khách đến đây để cùng với chúng con với tạ ơn Chúa và thờ phượng Chúa, bởi vì sức của chúng con giáo xứ thủ chính nhỏ bé không đủ để mà nói lên tầm cỡ của một cái ngày thay mặt cả giáo phận để chầu mình thánh Chúa. Chúng con một lần nữa tạ ơn Chúa, cảm ơn quý cha và quý cộng đoàn. Rồi đây tôi xin kính mời quý cha trở về trong nhà chung nghỉ ngơi. Và kính chúc toàn thể cộng đoàn, liền sau đây là nghi thức cung vinh thánh thể. Ban tổ chức và giáo xứ xin kính mời các ban ngành đoàn hội chúng ta phục vụ trong nghi thức cung vinh thánh thể. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng và xin cộng đoàn chúng ta sẽ giữ nguyên vị trí, bởi vì khuôn viên của giáo xứ chúng con có hạn cho nên. Thank you.
Thank you.
tình bên vua tê lên mọi cớ cổ vua cao yêu lấy vua trong linh hồn con không nghe bởi vì bây giờ con chẳng có thế mà thiêu vua cho thần vừa thì xin vua cứ vào linh hồn con thấy thiêng liêng vậy chẳng khác gì như vua đã cứ vào con xin ăn hơi cùng ở nhà một cùng vua cho con xin vua cứ để cho con nhà bỏ vua bao giờ Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, xin Chúa chúc lành cho giáo phận Thái Bình thân yêu của chúng con. Chúa đã ban manh bởi trời cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa. Xin cho chúng con được sốt sắng sùng kính mầu nhiệm mình máu thánh Chúa. Cho chúng con luôn luôn được hướng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Thank you.
chúng con kính lạy và người khen cử màu nhiệm bình thánh ra sáng cả âm bao thanh ra chào bao vô cùng với lòng Đức Bà Maria đồng tính sạch sẽ mà ra ta để mình trong theo màu nhiệm này cho được ở cùng chúng con là đến sau hết khi người còn ngồi cùng các thầy tớ mà ăn bữa tôi là bữa cầm trên hết các bữa thì đã giữ cho đủ các phép đạo cố truyền dạy mà ăn bữa này còn mới có mình cho người hai thầy tớ đây làm của ăn tôi thứ hai ba đời làm người phán cùng đời theo ta cũng cùng và làm cho bánh thật trở nên bình người cùng làm cho điều do hoa lên máu người thật vì vậy dù con ma dung con chém chẳng thấy thì phải có đương tin cho được vững lòng vậy chúng con phải thơ này rất tấm gương mới thì các kẻ trong đạo cũng chẳng bằng kẻ này thì chúng con lại có lòng tin cho mình thấy thì con hát chúng con nhận thấy chúng con phải người khen Đức Chúa Cha Đức Chúa Con Đức Chúa Thánh Thần cùng thờ này tính đến người khen và hát mừng từ màu nhiệm ân thánh này đời đời chẳng cùng Amen lạy Đức Chúa Giêsu con tin ở Chúa ngự trong kẻ bình an con tin nên Chúa lên hỏi sứ cùng ước ao chiều lấy Chúa trong linh hồn con trong lễ hội thì bây giờ con chẳng có thế mà xin Chúa cho thật được thì xin Chúa ngự vào linh hồn con thấy thiêng liêng vậy chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật thì con xin hẳn đây cùng được cả một cùng Chúa cho con xin Chúa chớ để cho con nhờ bọt Chúa bao giờ và những người tham dự cuộc kiều mình thánh Chúa giờ này xin thay mặt cho cả giáo phận Thái Bình cúi mình thờ lạy Chúa.
Chúng con xin thay mặt cho toàn thể mọi người trong giáo phận cảm tạ hồng ân của Chúa. Và chúng con xin Chúa tuân đổ ơn lành xuống cho chúng con, cả những người có đạo cũng như những người không có đạo. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Chúa đã ban manh mới trời cho nhân loại, hãy có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích truyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa. Xin cho chúng con một niềm sùng kính bí tích bên yêu kỳ diệu này, để luôn luôn được ơn Chúa cứu chuộc, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Thank you.
Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.